Alo ông ơi, Nghe nè. ông có biết tiếng Trung Quốc không á? Biết sương sương vài câu à, mà có gì không? Ê, chị tôi học được không? Mà chi á? À, tại vì tôi có mấy con nhỏ bạn á, nó nói tiếng Trung Quốc nghe dễ thương lắm kìa, nhưng mà tôi không có hiểu, ông chị tôi đi. Ok, vậy bắt đầu nè. Ok. Ni hao là xin chào. Ồ, ni hao là xin chào. Chia chìa là cảm ơn. Chia chìa là cảm ơn. Còn bảo xin là xin lỗi. Bảo trình là xin lỗi. Còn cái cuối cùng nè, wo xi huan ni là gì vậy? Là tớ thích cậu á. Ok. Hoan wo xi huan ni là tớ thích cậu. Ê, cái câu này tôi hay coi phim hay người ta tỏ tình người ta hay nói đó, đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Nghe tớ trả lời lại nè. Ok. Wo yan xi huan ni là gì vậy? Là tớ cũng thích cậu á. Ủa, gì?